Xin được mến chào tất cả quý vị. Quý vị đang theo dõi trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên website alobacsi.com, fanpage Alo Bác Sĩ Hỏi Bác Sĩ Trả Lời và trên nền tảng YouTube Video Alo Bác Sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi Hà Nội liên tiếp có hơn 1.000 ca F0 trên một ngày và nếu như xuất hiện chủng mới thì sẽ ra sao? Thắc mắc này của quý vị ngày hôm nay sẽ được chúng tôi giải đáp. Người đồng hành với quý vị xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào bác sĩ Khanh ạ. Xin chào alo bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Dạ thưa bác sĩ ơi, thời gian này thì Hà Nội liên tiếp nhận được hơn 1.000 ca một ngày và vì sao lại như vậy ạ? Thật ra thì cái độ trễ của vaccine và cái độ lây lan nó bắt đầu nó bước vô trong cộng đồng á, thì cái điều mà chúng ta dù đã có chích ngừa rồi đó, thì sẽ tăng dần lên cho tới khi nó đạt đỉnh nó sẽ giảm xuống. Điều này nó không gì lạ cả, bởi vì khi chúng ta chích hai mũi chắc chắn sẽ có một số người không có đủ miễn dịch và họ sẽ mắc bệnh. Cái quan trọng nhất của những ca bệnh đó là không phải là những ca bệnh có thể chờ đến bệnh nặng. Vấn đề đặt ra chúng ta hiện nay nó tăng bao nhiêu không cần biết, nhưng mà cái tỷ lệ của cái người bệnh nặng là bao nhiêu và những cái người đó chưa mắc bệnh thì họ đang ở đâu, và chúng ta phải đi bảo vệ những người đó mới là quan trọng chứ không phải đếm số ca. Dạ, vậy có nghĩa là mỗi ngày việc mà truyền thông nhấn mạnh tổng số ca thì điều này không quan trọng bằng việc rằng là những ca bệnh nặng thì điều này và tổng số ca mỗi ngày chúng ta gửi đến cho người dân xem báo đài truyền hình thì điều này không cần thiết đúng không ạ thưa bác sĩ Khanh? Tôi thì điều này nó không cần thiết, chỉ cho những nhà quản lý thôi. Chúng ta chỉ thông báo là như thế này: hôm nay có bao nhiêu ca mới nặng, trong đó có bao nhiêu người chưa chích ngừa, trong đó có bao nhiêu có đối tượng nguy cơ, trong đó có bao nhiêu người mà điều trị mà ở nhà mà không đến bệnh viện sớm. Mình thông báo những cái bối cảnh như vậy đó, thì những cái người họ ở trong cái tình huống đó, hoặc là họ là những cái người thân trong những cái tình huống đó, họ mới rút được kinh nghiệm, họ mới lấy được cảnh báo. Và cái cảnh báo nó vô cùng quan trọng, bởi vì trong bệnh dịch cho tới hiện nay, khi đã đi đến cộng đồng rồi thì một là vaccine, hai là bảo vệ yếu tố nguy cơ để họ đừng nặng, họ đừng tử vong, thì nó không có quá tải cái khối điều trị, nghĩa là đã thành công rồi. Chứ còn chúng ta đừng có mong là không có F0. Dạ. Với nguy cơ của chủng mới cộng thêm với việc là F0 mỗi ngày một gia tăng và trời thì trở lạnh, Hà Nội sắp tới đây sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì ạ thưa bác sĩ? Theo tôi thì cái chủng mới này nó chỉ có nó lành hơn, nó lây nhanh hơn thôi, chứ còn nó không có nặng hơn, rõ ràng nó không nặng hơn. Cho tới hiện nay tôi nắm rất là nhiều thông tin, lúc đầu thì người ta nghĩ nó nặng hơn hoặc lúc đầu người ta nghĩ nó ngang hơn, nhưng mà rõ ràng thì dần dần người ta thấy là nó nhẹ hơn nhưng nó nhanh hơn. Và nó lây nhanh như vậy thì nó cũng không thoát ra được cái khẩu trang và cái rửa tay. Và nó lây nhanh như vậy thì nó cũng không có làm giảm đi cái tác dụng bệnh nặng của vaccine, đặc biệt là 3 mũi. Do đó mình đối mặt với cái gì đi nữa thì cũng là quay lại bảo vệ cái đối tượng nguy cơ, bảo vệ từ xa, có nghĩa là bảo vệ họ không mắc bệnh bằng vaccine đủ liều và vaccine tốt nhất có thể. Thứ hai là bảo vệ từ xa, ngay từ khi họ mắc bệnh là phải tiếp cận với họ ngay để cho họ uống thuốc kháng virus, để hướng dẫn một cách an toàn và bảo vệ từ xa, đưa họ tới bệnh viện sớm, đưa họ sớm tới một cái nơi mà để điều trị thật sự, chứ không phải là cái nơi đưa họ vào là không ai chăm sóc. Thì cái đó là cái chúng ta phải đối mặt, không phải riêng Hà Nội, tất cả các tỉnh bây giờ nó đều đứng ở cái cục diện đó hết. Dạ, thưa bác sĩ, một câu hỏi được đặt ra là mùa đông lạnh giá, cộng với việc rằng là muốn mở cửa sổ đó cũng khó bởi vì thời tiết se lạnh, thì xin được hỏi bác sĩ là nếu như chúng ta làm việc ở trong môi trường kín và không có nhiều cửa sổ hoặc là mình không có tiện để mở cửa sổ thì mình phải bảo vệ sức khỏe bằng cách nào để tránh lây nhiễm virus ạ? Chỉ có cái khẩu trang thôi. Dạ. Nếu mình không mở cửa sổ mình mang khẩu trang thật là đúng. Bởi vì người mắc bệnh phải phát tán virus ra ngoài thì trong ngoài không gian nó mới có được virus. Cho nên mang khẩu trang để giải quyết cái chuyện đó. Và rửa tay. Trong thời gian mà có điều kiện
thì chúng ta mở cửa ra cho nó thoáng mát. Còn nếu không có điều kiện, chúng ta chỉ phải diệt cái môi trường kín đó bằng tia UV mà thôi, có nghĩa là cái đèn cực tím mà thôi, không có cách nào khác. Dạ. À, vậy lời khuyên của bác sĩ Khanh dành cho người dân Hà Nội ngay lúc này là gì ạ? Theo tôi thì khi chúng ta nghe cái số bệnh á, thì chúng ta phải nghĩ lại cái gia đình của mình. Gia đình của mình có ai có nguy cơ mà chưa chích ngừa đủ 3 mũi hay không? Có ai có nguy cơ mà chưa chích ngừa đủ 3 mũi thì mình đừng tới thăm người ta. Và mình phải chích cho đủ. Và đặc biệt những người đó tự bảo vệ mình bằng cách không đi ra ngoài đám đông. Những người trong thành viên gia đình đi ra ngoài quay trở về thì phải biết mình quay về nhà có một cái mối nguy cơ ở nhà để mình tiếp tục 5K. Và cuối cùng là nên tiếp cận thật là sớm, những người này tiếp cận thật là sớm với y tế để phát hiện kịp thời dấu hiệu nặng để bảo vệ họ thôi. Còn tất cả những người khác chích ngừa đủ 3 mũi cho nó nhanh thì tốt, còn nếu có bệnh thì nó cũng sẽ tự lướt qua. Dạ. Thưa bác sĩ, bạn đọc hỏi rằng là con gái của em 14 tuổi, sau khi chích ngừa mũi 1 thì bị dương tính, đã khỏi bệnh được 1 tháng rồi. Bây giờ nhà trường gọi đi chích mũi 2 thì có chích được hay không ạ, thưa bác sĩ? Với quan điểm của tôi thì chúng ta không cần chích làm gì. Bởi vì một mũi là sau đó miễn dịch nó muốn có, nó muốn giảm thì cũng phải là 3 tới 6 tháng, đặc biệt là 6 tháng sau. Còn nếu chúng ta vì lý do đi học thì chúng ta chích. Tuy nhiên, đối với cái vaccine này ở lứa tuổi từ 12 đến 17, mình chích mũi 2 mà đã trên những người mắc bệnh thì phải hạn chế vận động trong vòng 28 ngày. Bởi vì nó cũng có một số nguy cơ nhất định. Dạ, thưa bác sĩ, bạn đọc tiếp theo hỏi rằng là ba mẹ bị F0, còn đứa con của em thì test 3 lần vẫn âm tính, sau đó có đi tiêm ngừa mũi 2 về, hôm sau một mắt của bé bị sưng đỏ và ngứa là vì sao vậy? Như vậy là biểu hiện nhiễm COVID hay là phản ứng của thuốc ngừa COVID-19? Thì xin nhờ bác sĩ Khanh có thể giải đáp được không ạ? Thật sự ra thì nếu mà một em bé mà nó ở trong chung với gia đình mà nó không mắc bệnh cũng là bình thường thôi. Hoặc là nó mắc bệnh ở mức độ thấp thì mình làm test nhanh nó không ra. Còn khi mình chích ngừa về đó, mình thấy triệu chứng này, triệu chứng kia đó, thì thường thường cái triệu chứng mắt đỏ đơn thuần đó, ít khi nào đó là của vaccine. Thì cũng có thể là nó đau mắt, cũng có thể là của COVID. Nếu mình muốn biết cái đó có hay không thì mình cứ làm xét nghiệm thôi. Tuy nhiên nếu em bé nó vẫn chịu được thì mình cứ nhỏ mắt thông thường như là nó đau mắt thôi. Không cần quan tâm nhiều tới cái việc nó chích ngừa hay là COVID nếu mà nó vẫn khỏe mạnh. Dạ. Thưa bác sĩ, bạn đọc cuối cùng hỏi rằng vui lòng cho tôi hỏi được không ạ, thưa bác sĩ Khanh ơi, tôi đã tiêm mũi 3 và lại bị nhiễm dương tính, vậy mức độ nhiễm có nguy cơ nặng hay nhẹ hơn người đã tiêm 2 mũi hoặc là chưa tiêm, vì tôi cảm thấy khá mệt mỏi và phải cách ly bao lâu, có cần 14 ngày như những trường hợp tiêm 2 mũi hay không? Cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ nhiều sức khỏe ạ. Chúng ta nhớ là không bao giờ có chuyện tiêm vaccine đủ mũi mà không mắc bệnh. Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên nếu ta mắc bệnh thì chúng ta cứ theo dõi, cảm nhận cái cơ thể của mình rồi nó sẽ vượt qua. Đừng có lấy gì làm lạ. Và chỉ có tiêm vaccine, mình phải suy nghĩ như thế này. May là mình tiêm được 3 mũi. Chứ nếu không mà mình mắc bệnh đợt này, chắc chắn mình sẽ nặng hơn lúc nếu mình không tiêm. Chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi thì ta sẽ vượt qua thôi. Một tỷ lệ có mắc bệnh, thỉnh thoảng có người cũng hơi tức ngực, khó thở. Mà đa số những người mà tiêm 2-3 mũi rồi đó, thì họ bệnh rất là nhẹ nhàng, ngay cả 2 mũi bệnh rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là 2 cái mũi đó nó còn cái thời gian miễn dịch trong vòng 3 tới 6 tháng. Dạ, xin được thay mặt cho tất cả quý vị khán giả và bạn đọc gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Khanh. Xin được mến chúc bác sĩ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng ạ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thương chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và vững tâm đi qua đại dịch COVID-19. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.